trong chân lý của Ngài. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành phố đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm mà không chịu sám hối. Người phán: Hỡi thành Corazin, khốn cho ngươi. Hỡi thành Bethsaida, khốn cho ngươi. Vì nếu đã xảy ra tại Siro và Sidon, các phép lạ đã diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhậm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên tôi bảo thật cho các ngươi, trong ngày phán xét, thành Siro và thành Sidon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi nhiều. Còn ngươi, hỡi thành Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao, ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục. Vì nếu các phép lạ diễn ra ở giữa ngươi mà xảy ra tại thành Sodoma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy tôi bảo thật các người, trong ngày phán xét, thành Sodoma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nghe đoạn văn này rất nhiều, nhưng không biết chúng ta có để ý gì không? Đặc biệt là giáo hội lại chọn bài đọc 1 với câu kết của nó. Vậy câu kết là gì? Chắc chắn là quên hết rồi. Vừa mới nghe đọc xong. Cái câu kết là nếu các ngươi không tin, các ngươi sẽ không tồn tại. Giáo hội xếp bài đọc đó đi với cái đoạn Tin Mừng của Thánh Luca, của Thánh Matthew hôm nay. Chúng ta thấy Chúa trách những người lãnh đạo tôn giáo, kể cả các tư tế, các kinh sư, các luật sĩ, các nhóm Pharisee, vì họ không tin, họ tự đắc cho mình là đúng. Dĩ nhiên, tôi mở ngoặc, họ trung thành với tôn giáo Do Thái giáo của họ, mình không trách họ được. Chúa cũng không trách, Chúa chỉ tiếc rằng thấy nhiều phép lạ như vậy mà không biến đổi tâm hồn. Chúa tiếc. Ông Gioan Tẩy Giả đoạn trước, nếu hôm qua có thánh lễ thì ai cũng nghe. Ông Gioan Tẩy Giả sống khắc kỷ, thì họ bảo là ông ở điên, cũng giống cái nhóm người đó. Rồi hôm nay Chúa đến cùng ăn uống với mọi người, dĩ nhiên Chúa không ăn gì sang trọng, thì họ bảo sống bừa bãi, bê tha, ăn nhậu. Cho nên rõ ràng cái cách sống của Chúa hay cái cách sống của ông Gioan, tất cả họ đều không chấp nhận. Mặc dù ông Gioan được toàn dân công nhận qua cách sống của ông là một sứ giả đi trước để dọn đường, còn khi Chúa đến làm rất nhiều phép lạ, họ không tin. Họ muốn phép lạ theo kiểu như vua Herode muốn gặp Chúa Giêsu để xem phép lạ. Hết. Cho nên các ngôn sứ thời xưa, quý vị nhớ, thường tỏ ra rất là tiếc nuối cái nếp sống trong sa mạc của dân Do Thái, tức là trong 40 năm đi vòng quanh trong hoang địa. Đó lại là một cái thời mà người ta gắn bó với Thiên Chúa, có những cuộc phản loạn, đúc tượng bò, nhưng rồi lại trở về. Càng khát khổ bao nhiêu, người ta càng bám vào Gia-vê là Thiên Chúa bấy nhiêu. Nhưng khi đã có thành quách, sống sang trọng, thì họ thờ cúng các thần khác. Họ tự cao tự đại, và họ không cần tới
những dấu chỉ mà Chúa làm rất nhiều cho họ chứng kiến. Do đó, Chúa trách mình hiểu bài tin mừng hôm nay. Theo ý tôi hôm nay, tôi soạn thì nó khác chút. Tôi tin rằng mấy ngày hôm nay có rất nhiều tin tức của những người đi ra khỏi trần gian này để trở về với cái nơi đã tái tạo ra mình là Thiên Chúa. Như vậy đứng trước nhan Thánh Chúa, mình gọi cái giờ, cái chữ đó tôi cũng sợ lắm, chữ phán xét. Tôi tin rằng không phải phán xét, tự mình xét thấy rồi mình thấy mình bất xứng. Chúa nhân từ, chắc Chúa không kết án, nhưng tự mình thấy mình bất xứng. Thì tôi tin Chúa không bao giờ hỏi con đã làm gì trong cuộc đời. Chúa biết hết rồi. Nhưng Chúa sẽ hỏi tại sao làm điều này, tại sao làm điều kia, tại sao xây nhà thờ. Xây nhà thờ vì mộ mến Thiên Chúa, giáo hội, hay để khoe khoang là mình tài giỏi? Cho nên Chúa sẽ hỏi tại sao, tại sao làm điều này, tại sao làm điều kia. Có nghĩa là, tóm lại, Thiên Chúa nhìn đến sự lựa chọn của mình một cách tự do, không ai ép mình. Mỗi ngày các nhà tâm lý tính trung bình từ sáng đến tối đi ngủ, mỗi ngày một người bình quân có thể làm trên 200 cái quyết định lựa chọn. Có những cái rất nhỏ, ví dụ mang đôi dép gì, mặc cái áo gì, đó là cũng là lựa chọn. Cũng có những cái to hơn, có nên chửi người này không, có nên trả thù không, người ta thối tiền dư ở các cái shop có nên giữ luôn không. Những cái quyết định đó khác, những cái lựa chọn đó nó khác. Cho nên cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là bà phu nhân của Tổng thống Roosevelt, bà nói triết lý sống của một người không có thể hiện trong những gì họ nói. Họ có thể nói rất hay, nhưng thể hiện trong những gì họ chọn lựa. Thử nghĩ lại đi. Đúng. Mà về lâu về dài, mỗi người định hình cuộc sống của mình và định hình chính mình qua những lựa chọn. Quá trình này không bao giờ kết thúc cho đến khi mình nằm nhắm mắt xuôi tay, có nghĩa là không sử dụng tự do được nữa để lựa chọn nữa. Và những lựa chọn của chúng ta đưa ra để có cho mình hoặc phúc lành hoặc điềm dữ, tùy mình. Do đó tôi rất tin điều nhân quả. Hễ gieo gì gặt nấy, không bao giờ sai. Một trong những chủ đề hôm nay trong lời Chúa, cả bài đọc một lẫn bài tin mừng, trùng hợp với ý tưởng của đệ nhất phu nhân, cựu đệ nhất phu nhân Tổng thống Roosevelt. Nghĩa là phúc lành đi song song với trách nhiệm lựa chọn của mình. Hay bản án, điềm xấu cũng đi song song với trách nhiệm lựa chọn của mình. Và ai được giao nhiều thì sẽ bị đòi nhiều. Điều này mới là đáng sợ. Ai học hỏi nhiều sẽ bị chất vấn nhiều. Tại sao biết mà vẫn làm? Còn người không biết, nó sao? Chúa biết rất rõ, những người học biết luân lý như vậy vẫn làm sai. Tại sao? Ai được Chúa trao ít, Chúa sẽ hỏi ít. Và Isaiah nói rất rõ, cuối bài đọc 1, nếu các người không tin, các người sẽ không thể tồn tại được. Vậy hôm nay Chúa trách các cái thành được phúc lành rất nhiều, được nhìn thấy những dấu lạ điềm thiên, nhưng họ cứ khư khư cứng đầu không tin.
Tôi tin rằng mỗi phúc lành đều có một mức độ trách nhiệm tương đương. Các phép lạ Chúa làm ở thành Corazin, ở thành Bethsaida, nhất là ở thành Capernaum, là nơi Chúa xuất hiện rất nhiều lần. Không được ai trong thành đó công nhận. Có người còn nói ông ấy dùng tai quỷ để trừ quỷ. Họ ngay tại nơi họ không công nhận thì làm sao đi loan truyền cho nơi khác biết? Bởi vì vậy họ nhẹm luôn. Vì vậy những người nhìn thấy những dấu lạ đó có trách nhiệm lớn hơn những người không nhìn thấy, có vậy thôi. Cho nên Chúa trách và Chúa nói nếu như những thành ngày xưa như Sodoma, Gomorra, vân vân. Tôi lặp lại, phúc lành hay quả báo luôn luôn đi song hành với trách nhiệm lựa chọn của mình. Mục tiêu của tất cả những gì Chúa Giêsu làm là mang lại sự biến đổi trong các tâm hồn. Cái mối nguy đối với các cái thành mà Chúa nêu tên và với chúng ta nữa là quá quen với những ân phúc mà mình nhận được, rồi nhàm chán, rồi coi thường, rất coi thường, chỉ biết đòi hỏi thêm những dấu lạ khác cao hơn, quyền nhiệm hơn thì mới tin. Vì thế mục đích của các phép lạ đó đã bị hiểu sai đi. Mục đích của chuyện lạ là nhắm đến chuyển hướng một cuộc sống nào đó, từ từ chính mình thay đổi, chứ không phải là dấu lạ để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Rồi thay đổi cái gì? Từ từ mình nhận mình là trung tâm, sẽ từ từ biết ra rằng không phải, chính Thiên Chúa mới là trung tâm và chính Chúa Giêsu là trung tâm, có vậy thôi. Cho nên cái câu mà Chúa đau đớn nói khốn cho các ngươi, hỡi các thành, hôm nay có thể là một ngày để chúng ta dò xét lại lương tâm với Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài nói phải chăng Chúa Giêsu cũng đang nói với mỗi người chúng ta khốn cho con, bởi vì Cha đã cho con rất nhiều, Cha đã cho con chính Cha, mạng sống của Cha, và đã chọn con làm môn đệ, làm Kitô hữu. Thế mà con thích một cuộc sống khác, dễ chịu, tiện nghi, sung sướng, thoải mái, một cuộc sống hời hợt, chỉ giữ một chút danh nghĩa Kitô hữu và một chút nước thánh rồi không còn gì nữa. Khi sống đạo theo kiểu của những người kinh sư, luật sĩ, biệt phái một cách giả hình như thế này, điều chúng ta làm cuối cùng là chúng ta mời Chúa ra ngoài. Rõ ràng lắm, các cái thành mà Chúa nêu tên họ xua đuổi nó mà, có khi họ xua đuổi công khai nữa. Nhiều người sống giả vờ có Chúa, tôi dùng chữ đó nó hơi hàm hồ, mình chắc không dám giả vờ đâu. Giả vờ là mình có Chúa, nhưng thực chất Chúa đã bị đuổi ra khỏi tâm hồn lâu rồi. Chúng ta nói chúng con là Kitô hữu, chúng con tự hào về danh xưng Kitô hữu của mình, đúng, nhưng thực sự chúng ta đã sống như những người không hề biết Chúa. Mà có chừng những người không hề biết Chúa lại được xét xử khoan dung hơn chúng ta là những người biết Chúa. Xin đừng quên, phúc lành hay ân phúc, điểm xấu hay nghiệp báo luôn luôn song hành với trách nhiệm tự do lựa chọn của mình. Xin Chúa ban cho chúng con một chút khôn ngoan thôi, để thấy rằng những gì chúng con chọn sẽ luôn luôn để lại kết quả. Bởi vì gieo cái gì gặt cái này, nó đúng tới
không phải là 100%, mà có thể nói 1000%. Ai lớn tuổi một chút nhìn thấy nó trước mặt mình, không cần bàn cãi nữa. Những người trẻ có thể còn chưa tin, nhưng ông giáo sư Nguyên Phong, ông viết rất rõ, nhân quả là việc nhãn tiền trước mắt. Gieo cái gì sẽ gặt cái đó. Cho nên nếu mình tự do lựa chọn cái gì khác thỏa mãn mình và không lựa chọn Thiên Chúa, thì cái câu cuối cùng của bài đọc 1, nếu các người không tin, các người sẽ không tồn tại, không thể nào tồn tại. Cái câu đó không phải tôi dùng để làm terrorist khủng bố quý vị đâu. Quý vị tự nhìn thấy cách sống của những người không tin nó nối tiếp với nhau. Đừng có nhìn thấy cái kết quả vật chất bề ngoài, nói ông nói vậy nhưng mà tôi thấy mấy người không tin, mấy người ác họ rất sung sướng. Đừng nhìn bề ngoài, họ có thể rất sung sướng về vật chất trong một thời gian, nhưng tâm hồn đè nặng luôn luôn. Cho nên nếu ai có giờ nên tìm câu chuyện đọc của triết gia người Đức Goethe. Câu chuyện đó là Faust, nói lên một anh chàng đi theo tam điểm, có nghĩa là bán linh hồn cho quỷ để được mọi sự trên trần gian. Đánh cái chữ The Philosopher Goethe và đánh cái chữ Faust, F-A-U-S-T, tên của anh chàng sinh viên bán linh hồn cho quỷ. Ai không sợ ma thì cứ đọc. Đó là một câu chuyện, nó nói lên một phong trào đang có thật trong thế kỷ này, là phong trào tam điểm. Tôi không dám khai thác thêm vì tôi không biết nhiều, nhưng có những linh mục chuyên môn nghiên cứu về tam điểm. Bây giờ họ thay đổi hình thức, họ lấy tên khác. Scientology là một trong những cái tên để đánh lạc hướng thôi. Chúng ta thấy có thể chúng ta bị mơ hoặc, bị mê hoặc bởi rất nhiều cái giả thuyết có vẻ nhiều phép lạ lắm, rồi chúng ta đi theo. Coi chừng nếu chúng ta đánh mất đức tin, thì Chúa bảo nếu không có tin nữa, không có tồn tại. Mà không có tồn tại thì sống làm gì? Sống mà biết chắc cuộc đời không tồn tại, mà một sự tồn tại vĩnh cửu, chứ không phải tồn tại trong 7, 8, 90 năm. Vĩnh cửu có nghĩa là đời đời kiếp kiếp mà chẳng cùng. Rồi amen nữa. Có một gia đình dẫn một cô con gái cũng 20 mấy tuổi đến bác sĩ về tâm lý để khám. Thì thấy tới bác sĩ tâm lý là người ta biết có vấn đề trong cái suy nghĩ rồi. Người ta mới nói xin ông bà cho biết con của ông bà có dấu chỉ gì mà ông bà nói là nó bất bình thường. Dạ thưa, cả ngày nó đi nó cứ vỗ vỗ vậy, nó nói ta là gà đẻ trứng vàng. Rồi nó bụp bụp, ta là gà đẻ trứng vàng. Nên nó nói trong bao lâu rồi? Cũng 4-5 năm rồi. Ô sao bây giờ mới dắt tới đây? Thì tụi tôi đợi để đợi coi biết đâu nó có đẻ thật không. Một chuyện. Chuyện thứ hai, cảnh sát như tuần ban đêm bên Úc, ở cái khu xóm nhiều người Việt ở Sydney đó, thấy có anh chàng ngồi đêm không thắp đèn, ngồi ngoài sân nhìn qua nhà hàng xóm, nhìn vô cửa sổ hàng xóm, không ai đến gần, chỉ ngồi nhìn thôi. Cảnh sát đi qua, một tiếng đồng hồ đi lại thấy anh còn ngồi, 3 tiếng đồng hồ vẫn còn ngồi. Cảnh sát vô hỏi, ồ anh đang làm cái gì ở đây vậy? Tôi ngồi đợi. Anh đợi ai? Chỉ bên cái nhà hàng xóm. Ủa có người thân anh đi qua đó không? Chứ anh đợi gì? Hay là anh đang rình cái gì? Đừng có nghĩ vậy, tôi đợi thật. Tại sao vậy? Hồi đầu hôm tôi nghe hai vợ chồng bên đó cãi nhau, và cái cô vợ cô nói
anh mà còn gây gỗ nó, tôi sang ông hàng xóm. Cho nên tôi đợi coi nó có qua không. Ai cười? Bà Đậu cười. Xin mời cộng đoàn cùng đứng.